phần 3.2.2 đối kháng chiến giai đoạn 1965-1975. A nhỏ bối cảnh lịch sử. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ ở miền Nam phát triển đến mức cao nhất đã căn bản thất bại. Với bản chất xâm lược ngoan cố của Mỹ, chúng đã chuyển sang thực thi chiến lược chiến tranh cục bộ, ồ ạt đưa quân đội viễn chinh Mỹ và các nước đồng minh vào miền Nam, đồng thời mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân hải quân đối miền Bắc. Tính chất và mục đích của cuộc chiến tranh đó của Mỹ vẫn là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới. Song cuộc chiến tranh từ chỗ dựa vào lực lượng ngụy quân ngụy quyền là chủ yếu đã chuyển thành cuộc chiến tranh dựa vào hai lực lượng chiến lược là quân đội viễn chinh Mỹ và quân đội chính quyền Sài Gòn. Vừa tập trung lực lượng chủ yếu trên chiến trường miền Nam, vừa mở rộng chiến tranh phá hoại đối miền Bắc, tạo ra tình hình cả nước có chiến tranh với Mỹ với mức độ khác nhau. Về thuận lợi, khi cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cách mạng thế giới đang ở thế tiến công. Với kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, miền Bắc đã đạt được các mục tiêu về kinh tế văn hóa. Sự chi viện sức người sức của cho tiền tuyến được đẩy mạnh theo cả đường bộ và đường biển. Ở miền Nam từ năm 1963, cuộc đấu tranh của quân và dân ta có bước phát triển mới. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ được triển khai đến mức cao nhất đã bị phá sản. Về khó khăn, việc Mỹ mở cuộc chiến tranh cục bộ, ồ ạt đưa quân đội viễn chinh Mỹ và các nước đồng minh vào trực tiếp xâm lược miền Nam làm cho tương quan lực lượng bất lợi cho ta. Trước tình hình đó, đặt ra yêu cầu mới cho đảng ta trong việc xác định và quyết tâm và đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam. B nhỏ, quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối chống Mỹ từ năm 1965 đến năm 1975. Trước hành động gây chiến tranh cục bộ và tiến hành chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Hội nghị Trung ương 11 tháng 3 năm 1965 và Hội nghị Trung ương 12 tháng 12 năm 1965 đã tập trung đánh giá tình hình và đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ trên phạm vi toàn quốc. Đường lối đó đề cập đến những vấn đề sau. Về nhận định tình hình và chủ trương chiến lược, Trung ương Đảng cho rằng cuộc chiến tranh cục bộ mà Mỹ đang tiến hành là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, buộc phải thực thi trong thế thua, thế thất bại và bị động. Vì vậy, chứa đựng đầy mâu thuẫn về chiến lược. Từ sự phân tích đó, Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ trong toàn quốc, coi chống Mỹ là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc. Tiếp đến, Hội nghị 11-12 của Đảng chỉ rõ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới hòa bình, thống nhất tổ quốc. Về phương châm chỉ đạo chiến lược, Đảng khẳng định tiếp tục và đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, đồng thời phát động chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, thực hiện kháng chiến lâu dài, giữa sức mình là chính, càng đánh càng mạnh và cố gắng đến mức cao độ, tập trung lực lượng của cả hai miền để mở những cuộc tiến công lớn, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn trên chiến trường miền Nam. Về tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền Nam, Đảng ta nhấn mạnh giữ vững và phát triển thế chiến lược tiến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến công, tiếp tục kiên trì phương châm đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, triệt để vận dụng 3 ngũ pháp công đánh địch trên 3 vùng chiến lược. Còn về tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc, Đảng nhấn mạnh chuyển hướng xây dựng kinh tế, bảo đảm tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng trong điều kiện có chiến tranh, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, động viên sức người sức của chi viện cho chiến trường miền Nam, đồng thời tích cực chuẩn bị đề phòng để đánh bại địch trong trường hợp chúng liều lĩnh mở rộng chiến tranh cục bộ ra cả hai miền. Về nhiệm vụ và mối quan hệ giữa hai miền, Đảng đã khẳng định trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn, phải đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc và ra sức tăng cường lực lượng miền Bắc về mọi mặt nhằm đảm bảo chi viện cho tiền tuyến ngày càng đánh càng mạnh. Hai nhiệm vụ trên đây không tách rời nhau mà mật thiết gắn bó với nhau. Tóm lại, với đường lối kháng chiến chống Mỹ của Đảng được đề ra ở hai hội nghị 11-12 năm 1965 có ý nghĩa hết sức quan trọng.
thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ với tinh thần cách mạng tiến công, với tinh thần độc lập tự chủ, kiên trì mục tiêu giải phóng Tổ quốc, phản ánh đúng nguyện vọng của toàn thể dân tộc. Đường lối đó thể hiện tư tưởng dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược trong hoàn cảnh Tổ quốc có chiến tranh ở mức độ khác nhau. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân toàn diện lâu dài, dựa sức mình là chính, được phát triển trong hoàn cảnh mới. Đường lối đó của Đảng được tiếp tục bổ sung, phát triển qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ ở các hội nghị trung ương tiếp theo, đó là hội nghị 13 năm 1967, hội nghị 14 năm 1968, hội nghị 21 năm 1973, đặc biệt là các hội nghị Bộ Chính trị cuối năm 74, đầu năm 1975, Đảng đã hạ quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Phần 3.2.3 Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ. A nhỏ, kết quả và ý nghĩa. Kết quả đối miền Bắc, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, đó là chế độ xã hội chủ nghĩa bước đầu được hình thành. Quân và dân miền Bắc đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Miền Bắc đã hoàn thành xuất sắc vai trò là căn cứ địa cách mạng và làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối tiền tuyến lớn. Kết quả đối miền Nam, miền Nam đã từng bước đánh bại các chiến lược chiến tranh đơn phương, chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. Về ý nghĩa, trước hết là ý nghĩa lịch sử đối với nước ta, thắng lợi kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, chấm dứt 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và chấm dứt hơn một thế kỷ chống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và chủ nghĩa thực dân kiểu mới, đưa lại độc lập, hòa bình, thống nhất nước nhà. Về ý nghĩa đối với cách mạng thế giới, góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên phạm vi toàn thế giới, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. B nhỏ, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, trong đó quan trọng nhất là có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với đường lối chính trị quân sự độc lập tự chủ. Cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh của cán bộ chiến sĩ và hàng chục triệu đồng bào ở miền Nam ngày đêm đối mặt với quân thù, xứng đáng danh hiệu thành đồng Tổ quốc. Miền Bắc đã làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn, không chỉ chi viện cho tiền tuyến lớn mà còn làm tròn nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và cách mạng Campuchia. Có sự đoàn kết, chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương và sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Về bài học kinh nghiệm, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học có giá trị lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng. Đó là đề ra và thực hiện đường lối dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm huy động sức mạnh toàn dân chống Mỹ. Tin tưởng vào sức mạnh dân tộc, kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, quyết đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Tư tưởng đó là một nhân tố quan trọng để hoạch định đường lối đúng đắn, chủ trương và biện pháp đánh Mỹ. Thực hiện chiến tranh nhân dân, tìm ra biện pháp chiến đấu đúng đắn và sáng tạo. Trên cơ sở đường lối chủ trương đúng đắn, phải có công tác tổ chức tài giỏi, năng động và sáng tạo của các cấp đảng bộ. Phải coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng cách mạng ở cả hậu phương và tiền tuyến. Phải liên minh đoàn kết ba nước Đông Dương và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình,